Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 5 của câu chuyện về Yang. Trong bài học trước, chúng ta đã học cách nói về thời gian. Bạn vẫn còn nhớ cách nói đó chứ? おやすみなさい。今何時ですか？8時半です。 Tôi hy vọng là đã giúp các bạn nhớ lại cách hỏi và nói giờ. Và khi hỏi ima nanji desu ka, chúng ta đã học cách trả lời ji desu, jihan desu và jippun desu. Sau khi học cách nói giờ, chúng ta cũng học cách nói ai đó làm việc gì đó như một thói quen. Mời các bạn nhớ lại bằng cách xem một số cảnh trong bài. いつも8時半頃出かけます。 Bây giờ các bạn nhớ cách nói một người thường xuyên làm một việc gì như thế nào chưa? Các bạn hãy hỏi chị Sugihara và anh Mine xem hàng ngày họ thức dậy và đi ngủ lúc mấy giờ. Hỏi câu này rất dễ, bạn đã biết mẫu câu này. Để đổi câu này thành câu hỏi, bạn chỉ cần thay ji ni bằng nan ji ni và thêm ka vào cuối câu. Cũng như vậy, ở đây bạn nên nhớ rằng tốt hơn là sử dụng tên của họ thay vì dùng từ anh hay chị. Được rồi, nào, các bạn hãy thử hỏi chị Sugihara xem chị ấy dậy vào lúc mấy giờ. Trước tiên, mời bạn nhắc lại theo anh Kaiho. Sugihara-san wa nanji ni okimasu ka? Sugihara-san wa nanji ni okimasu ka? 私は6時半頃起きます. Bạn đã hiểu câu hỏi này phải không? Cô ấy dậy vào lúc 6:30. Bây giờ hãy hỏi anh Mine cùng câu hỏi ấy. Lần này bạn phải hỏi trước mà không có anh Kaiho giúp đỡ. Bạn hãy hỏi xem. Mine-san wa nanji ni okimasu ka? 私は9時頃起きます. Anh Mine nói anh ấy dậy vào khoảng 9 giờ. Anh ấy đúng là một người dậy muộn. Có thể đó là do anh đi ngủ muộn vào buổi tối. Hãy hỏi xem mấy giờ anh Mine đi ngủ. Bây giờ bạn có thể tự hỏi được rồi. Mine-san wa nanji ni nemasu ka? Watashi wa 1 jigoro nemasu. Đúng như tôi nghĩ, anh ấy thức rất khuya. Còn chị Sugihara thì sao? Bạn thử hỏi xem mấy giờ thì chị ấy đi ngủ. Sugihara-san wa nanji ni nemasu ka? Watashi wa 11 jigoro nemasu. Chị ấy đi ngủ sớm hơn phải không? Còn bạn thì sao? Mấy giờ bạn đi ngủ? Mời các bạn nói bằng tiếng Nhật. Và mấy giờ bạn thức dậy? Chúng ta cùng chấm dứt ôn tập ở đây và chuyển sang bài hôm nay. Trước khi đi vào phần đầu tiên của bài hôm nay, chúng ta cùng xem phim. さて、それでは全国の朝の表情リレーで見ていただきたいと思います。まずは青森のぶさんでございます。おはよう。私今何時？今7時だよ。遅れる。早く早く。加藤さんの家ではいつも7時頃朝ごはんを食べます。気をつけて持って行ってよ。いただきます。みどりさんは毎朝牛乳を飲みます。 加藤さんは牛乳は飲みません。紅茶を飲みます。
佐藤さんは牛乳は飲みません。紅茶を飲みます。Các bạn có nhận ra những từ quen thuộc trong đó không? Có hai từ mới, gyu niu nghĩa là sữa tươi và khô cha nghĩa là trà. Toàn bộ câu này nghĩa là ông Kato không uống sữa, ông ấy uống trà. Một hiện tượng ngữ pháp mới mà chúng tôi muốn các bạn học ở đây là nomimasen, dạng phủ định của nomimas. Chúng có phần nào khác biệt không? Dễ nhận thấy là chúng đã kéo dài nó một chút. Tất cả những gì chúng ta đã làm là đổi mas thành masen. Thật là dễ phải không các bạn? Mời các bạn xem những động từ khác chúng ta đã học được chuyển sang dạng phủ định như thế nào. Okimasu. Okimasen. Tabemasu. Tabemasen. Dekakemasu. Dekakemasen. Nemasu. Nemasen. Bạn có thể thấy dạng phủ định của tất cả các động từ ở đây đều được tạo nên bằng một cách đơn giản là chuyển đổi mas thành masen. Dạng phủ định này rất hay được sử dụng, vì vậy bạn nên nhớ kỹ. いらっしゃいませ. タバコいかがですか? 私、 タバコは吸いません。 ビールいかがですか? いいえ、 私ビールは飲みません。 これ読みますか? 私、漫画は読みません。 Chị Sugihara dùng quá ma sen để nói về nhiều thứ. Bạn có hiểu chị ấy muốn nói về những gì không? Tabako wa suimasen. Câu này có nghĩa là tôi không hút thuốc lá. Biru wa nomimasen. Câu này có nghĩa là tôi không uống bia. Manga wa yomimasen. Câu này có nghĩa là tôi không đọc truyện tranh. Yasai wa tabemasen. Và câu này có nghĩa là con chó này không ăn rau. Ko. 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 I. 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 Neko. Inu. Mời các bạn trở lại bài học và xem các thành viên trong gia đình Kato đi lại bằng phương tiện gì. Midori-san wa jitensha de gakkou e ikimasu. Midori-san wa jitensha de gakkou e ikimasu. Ở đây chúng ta có câu wa de e ikimasu. タロウさんはバスで大学へ行きます。 Câu này có nghĩa là anh Taro đến trường bằng xe buýt. Ở đây chúng ta có câu wa de e ikimasu. Đi với ikimasu, trợ từ de dùng để chỉ phương tiện đi lại của một người nào đó, nói rõ công cụ hoặc cách thức. Thực ra, chúng ta đã gặp cách dùng này ở trợ từ de. Bạn còn nhớ cách nói bằng bút chì trong câu tôi có thể viết bằng bút chì được không? Đúng rồi, chúng ta nói là eenpitsu de. Trợ từ de này được dùng chỉ công cụ. Anh Mine sẽ đọc hai câu này cho chúng ta nghe. Midori-san wa jitensha de gakkou e ikimasu. Midori-san wa jitensha de gakkou e ikimasu.
太郎さんはバスで大学へ行きます。太郎さんはバスで大学へ行きます。còn chợ từ ế thì sao? Chợ từ ế được dùng để chỉ nơi định đến của họ. 学校へ đến trường phổ thông. 大学へ đến trường đại học. Và bạn có nhớ những câu này không? 右へ曲がってください。左へ曲がってください。Trong những câu này, chức năng của trợ từ ế là chỉ phương hướng. Trợ từ ế trong những câu chúng ta học ngày hôm nay cũng vậy, nó được dùng để chỉ nơi định tới hơn là để chỉ phương hướng. Bây giờ, chúng ta sẽ xem một phần khác của bài và tìm mẫu câu mà chúng ta sẽ học tiếp. 加藤さんの奥さんは毎日うちで働きます。台所の仕事もします。部屋の掃除もします。洗濯もします。加藤さんの奥さんは毎日うちで働きます。台所の仕事もします。部屋の掃除もします。ở đây chúng ta học cách nói về công việc mà bà Kato làm hàng ngày. Có một số từ mới mà tôi cần phải giải thích cho các bạn trước. Kato san no okusan wa mainichi uchi de hatarakimasu. Uchi de. Uchi de. Cụm từ này nghĩa là ở nhà. Ở đây, de không chỉ công cụ hay cách thức mà chỉ nơi chốn xảy ra hành động, cũng giống như de trong そこで止めてください。毎日うちで働きます。働きます。働きます。Từ này nghĩa là làm việc. Câu thứ nhất nghĩa là hàng ngày bà Kato làm việc ở nhà. 台所の仕事もします。Trong câu thứ hai, 台所の仕事 nghĩa là công việc bếp núc và します nghĩa là làm.部屋の掃除もします。Trong câu 3, 部屋の掃除 nghĩa là quét dọn nhà cửa. 洗濯もします。Trong câu cuối cùng, 洗濯 nghĩa là giặt giũ quần áo. Điều tôi muốn lưu ý các bạn trước tiên là cách sử dụng từ mỗ trong câu 2, 3 và 4. Nó cũng giống như từ mỗ trong câu それも私の荷物です。Trợ từ mỗ dùng để chỉ một vật gì đó cũng thuộc sở hữu của người nói. Ở đây, nó được dùng để nói rằng bà Kato không chỉ làm việc này mà còn làm việc khác cũng như bà ấy làm việc ở nhà. Nó được dùng khi muốn nói thêm là làm việc gì đó. Nếu muốn nói bà ấy chỉ làm một việc duy nhất thì bạn nên nói là 台所の仕事をします or 部屋の掃除をします or Nói cách khác, nếu chỉ làm một công việc duy nhất thì bạn dùng o shimasu để thay cho mo shimasu. Anh Mine sẽ nhắc lại các câu trong bài cho chúng ta nghe lại một lần nữa. Uchi de hatarakimasu. Daidokoro no shigoto mo shimasu.